Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Bên trong cổ châu gồm có 10 quốc gia và dưới núi Thanh Minh là Thương Huyền Quốc, cũng là một trong 10 quốc gia đó. Thanh Minh Kiếm Tông, Thượng Huyền Quốc, tiểu trấn nào đó dưới núi Thanh Minh. Vừa vặn Bạch Thu Nhiễn lần này muốn tìm tài liệu luyện đan, ở trên Thượng Huyền Quốc đều có thể tìm thấy. Ngài thấy con ngựa này ổn hay không? Cưỡi cái con mẹ mày. Được, lấy con này đi. Ồ, chờ chút. Đại ca, ngươi cứ cầm hết đi. Kia là đạo nhân trên núi đưa cho ngươi đấy. Bạch Thu Nhiên không dựa vào tu vi của mình cấp tốc mà đi, mà là đi mua một con ngựa, sau đó ngao du dọc theo con đường tới Thượng Huyền Quốc mà đi. Xuống núi phải kiểu như này chứ, thẳng tới nơi bằng ngựa mới có phong cách. Dạo chơi nào. Ấy khoan, làm sao để con ngựa dừng lại vậy? Ngừng nha. Tạm thời, nếu theo tiến bộ cưỡi ngựa đi như vậy. Địa điểm thứ nhất là Khâu Sơn, theo tốc độ này đại khái là phải đi tận 6-70 ngày ấy. Dừng lại. Đẹp mẹ, nói ngươi đấy. Tên nông trắng kia. Ồ, dừng lại. Các vị sao lại chặn tại hạ vậy, có chuyện gì sao? Mấy huynh đệ chúng ta gặp được công tử đây khí độ bất phàm, muốn mượn chút tiền tiêu xài một chút, giang hồ cấp cứu. Dẫn đầu là tên được râu ria tinh tráng có vẻ là mạnh nhất, là luyện thể kỳ hậu kỳ, mấy tên khác đều là trung kỳ. Ăn cướp sao các vị, nếu như ta không nhớ lầm, nơi này chính là quan đạo của Thượng Huyền Quốc. Quan đạo thì lại như thế nào? Hiện tại Thượng Huyền Hoàng Đế thân thể bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, quan binh sớm đã bị điều đi rồi. Nếu là không cho các huynh đệ ta tiền, hôm nay nếu như Thiên Vương lão tử tới cũng đừng nghĩ có thể cứu được người. Xuống núi mấy trăm năm trước, Thượng Huyền Quốc vẫn là một nơi vui vẻ yên bình, người dân hoạt bát sống rất là yên vui. Nhưng bây giờ giống như là không giống như vậy lắm. Ây, tu chân giả không liên quan gì đến đấu đá tranh, không liên quan đến đấu tranh về thế lực của phàm tục. Đây chính là điều mà sư tôn dạy bảo. Nhưng nếu như trên đường gặp mấy tên đạo tặc cướp bóc, thế đó lại là một chuyện khác. Coi chừng đấy, hắn muốn động thủ. Ơi, còn dám phản kháng hay sao? Không thấy được từ chết thì ngươi không thỏa mãn hay sao? Trong Thượng Huyền Quốc, những người tranh đấu vì quyền lực là chuyện của bọn hắn, nhưng những tên thổ phỉ này lại dám hoành hành ở đây, lại là tai họa cho dân chúng vô tội. Gặp phải loại người này, Thanh Minh đệ tử luôn phải diệt cỏ tận gốc. Dừng tay cho ta. Hả? Lộ Long Cước. Ôi mẹ ơi, kẻ nào ban ngày ban mặt cũng dám cản đường đi cướp bóc ngay trên quan đạo, thật sự là không xem vương pháp Thượng Huyền Quốc đặt ở trong mắt. Đau quá, ngoan anh thương. Vương pháp? Đệt con mẹ nói chứ, vương pháp. Tự biết bắt trên tin tức một chút đi, tầm này còn vương pháp cái quần què gì. Cả huynh đệ cùng tiến lên, đây là một con dê béo đó. Lão đại, chờ một chút, người cần phải hạ thủ lưu tình một chút đi. Hả? Cả huynh đệ, vì cái lâu lút Lambro Novabem mà cả tuần chưa xả sư chết rồi. Cái tên được trẻ này dung mạo xinh đẹp cũng ngọt lắm. Ơi, đàn ông mà ngươi cũng muốn thịt luôn hả? Cướp tiền tụi nó xong vào thành kiếm con phò, hay là thằng đĩ nào không hay hơn à? Nhưng chúng ta còn đang bị truy lã đó, vào không được. Ơi, cũng được. Cái tên tiểu tử lông trắng kia dám giấc cũng không tệ. Chờ một lúc nữa cùng nhau bắt mang về. Đùa. Hờm, vô sỉ trộm cướp. Nhận lấy cái chết. Kiếm có chân khí. Nguy rồi.
Ồ, thì ra cũng là luyện khí kỳ giống mình. Chân khí là luyện khí kỳ, chạy mau. Chạy ngay đi trước khi. Cảm ơn huynh đài đã trợ xuất thủ tương trợ, còn chưa biết được danh tính của người đấy. Bọn hắn đều đã bỏ chạy, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Hôm nay người chịu buông tha cho bọn hắn, nhưng nếu đến ngày mai hay là sau này, bọn hắn lại quên mất sợ hãi, tiếp tục hại ra người, tiếp tục ra hại người mà thôi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ bỏ qua những người vô tội kia sao? Tại hạ là Bạch Thu Nhiên, xin hỏi tôn tính đại danh đây. Thấy thực lực của người hoàn toàn không cần ta xuất thủ, là do ta xen vào việc của người khác mới đúng. Không không không, thực lực hay không trong mắt của ta cũng không có quan trọng. Quan trọng chính là huynh đài, tuy chỉ là qua đường nhưng lại rất là nghĩa hiệp. Tại hạ nghĩa ra mời huynh đài uống một chén mới đúng. Ta tên là Đường Huy. Vậy Đường huynh, không biết gần đây có chỗ nào có rượu hay không nhỉ? Nhìn theo bản đồ, bên này có một tiểu trấn nè. Đợi chút đã, ta có đáp ứng cùng ngươi đi uống rượu đâu. Vô Đường huynh, ta mời ngươi một chén. Cay cay vãi. Thứ này thì có cái gì dễ uống cơ chứ? Đường huynh, đây là lần thứ nhất đi xa nhà đúng không? Không cần uống quá nhiều. Uống rượu quan trọng nhất chính là tâm tình. Uống say không chỉ có hỏng việc, mà đối với thân thể cũng không tốt. Vậy ngươi còn dắt người ta đi uống rượu làm mẹ gì? Nếu không phải là Bạch huynh, hôm nay ta cũng không thèm uống cái thứ này. Ngươi không cảm thấy có thể gặp được người tâm đầu ý hợp, cùng nhau uống một chén là chuyện vui biết bao, là chuyện vui nên biết hưởng thụ hay sao? Thời gian với ta rất là gấp rút, ta vẫn còn có chính sự phải làm, ta cũng có việc mà. Là một việc khá cấp tốc, đồng thời liên quan tới cả cái mạng này. Nhưng mà ta tại ngàn. Một đoạn thời gian gần đây, tự suy nghĩ ra một cái đạo lý, con đường nhân sinh không cần phải gấp gáp như vậy, hưởng thụ mỹ thực ở bên trong nhân sinh mới là cuộc sống ý nghĩa. Cho nên dù là hiện tại có gấp gáp đi nữa, ta cũng một chút đều không nóng nảy. Dù sao sứ giả câu hồn đánh cũng không lại mình. Cái gì mà tính gấp rút cơ chứ? Ta nhìn ngươi căn bản là cũng có gì gấp đâu. Ta lần này chủ yếu là đi hái chút dược liệu khá là quan trọng. Địa điểm là tại bên trong Manh Sơn trung tâm Thượng Huyền Quốc. Nếu như bây giờ người ta còn dùng cái tên gọi này, nơi ta cần đến cũng là Mang Sơn kia, vậy thật là đúng lúc. Chỉ là phải nhắc nhở ngươi một chút, bên trong vùng kia gần đây có yêu ma ẩn hiện nuốt nuốt người sống. Dân chúng ở gần đó có không ít người gặp nó độc thủ, ngay cả đao cao thủ võ lâm đều tử thương không ít. Manh Sơn yêu ma hoành hành sao? Cổ Châu là lời đại phái tu tiên Thanh Minh Kiếm Tông làm trụ sở, có yêu ma nhiễu loạn thế gian như vậy, vì sao lại không đi tìm người của Thanh Minh Kiếm Tông? Hờm, Thanh Minh Kiếm Tông, ngươi biết vì sao hiện nay Thượng Huyền Quốc cùng với người dân phải sống trong nước sôi lửa bỏng hay không? Đâu là bởi vì Thượng Huyền Hoàng Đế cùng các hoàng tử khác tin vào quốc sư dụ dỗ, một lòng cầu mong lấy trường sinh bỏ bê đất nước. Mà tên quốc sư Thượng Huyền Quốc kia lại là người Thanh Minh Kiếm Tông phái đến. Có cả chuyện này, cũng không thể chỉ nghe theo một phía từ hắn được. Xem ra nên thuận đường đi về phía thủ đô Thượng Huyền Quốc nhìn một chút, không quan tâm là đệ tử bên trong ra ngoài phá phách, hay là một người nào đó xin mượn danh để đi lừa đảo. Nếu không thể nào, để cho công sức mà sư tôn tạo lên phải hổ thẹn. Mà thôi, cũng đừng nói thêm về mấy việc đau đầu như vậy nữa. Đường huynh, nếu như mục tiêu của ngươi cũng là Manh Sơn, chúng ta kết bạn cùng đi, cũng tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi coi xem thế nào? Cũng được. Ăn cơm xong chúng ta cùng lên đường. Đường huynh chờ ta một chút. Ấy, bên này cơ à, không bên này.
bé ngựa ngoan, ngươi nghe lời ta một chút à. Nhìn ngươi kéo một con ngựa đi ra ngoài, còn tưởng rằng ngươi biết cưỡi ngựa, không nghĩ tới thực lực của ngươi thì cao cường, thế mà ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi. Cái này, trước kia ta đi ra ngoài toàn đi bằng chân không mà thôi. Vậy ngươi mua ngựa làm gì? Nhiều tiền nhưng không tìm thấy Trần Duy Hưng. Tâm tình đang tốt, lên quyết mua một con ngựa, có chút hối hận đáp ứng đi cùng ngươi. Lúc đầu 3 ngày đã có thể đến được, đã có thể đến nội trình, quả thực là để ngươi đi nơi đến tận 5 ngày. Thật có lỗi, thật có lỗi, tuổi tác già rồi, tính cách dần dần cũng lãng lắm. Có thể lớn bao nhiêu đây, không phải so với mình cũng không khác biệt lắm. Chờ đêm nay đến tiểu trấn trước Mang Sơn, ngươi lên đem ngựa dắt đến trên quán nào bán đi. Dù sao ngươi cũng không cưỡi được, đấy tu vi của ngươi, không phải sẽ đến nhanh hơn nhiều hay sao? Ơi, có vẻ rất là thuyết phục. Nhanh lên đi, trời sắp tối rồi. Đường huynh, ngươi cưỡi chậm một chút, chúng ta trước khi trời tối có thể đuổi tối Mang Sơn tiểu trấn, chắc phải muốn cảm ơn trời đất quá. Tiểu trấn nơi chân núi của Mang Sơn, ơi, cuối cùng cũng xem như nào đuổi kịp. Trước tiên tìm chủ quán đi, ta đi hỏi thăm một chút về thông tin yêu ma ở Mang Sơn. Ok đường huynh, ta đi gọi chút thịt rượu. Yêu ma ở Mang Sơn gần đây rất nổi tiếng, mấy cái thôn trấn gần đó đều xảy ra án mạng. Nghe nói yêu ma kia hành động cực nhanh, người bên ngoài chỉ nhìn thấy được một bóng đen lướt qua. Người bị tấn công cũng chỉ còn lại mấy khối thân thể tan phế vô cùng thê thảm. Có võ lâm nhân sĩ thành đoàn đi thảo phạt qua, nhưng không thấy có một ai trở về. Chỉ hy vọng các tiên nhân, các lão gia ở trên núi có thể quản một chút. Không phải không bao lâu, chết thì chết, chết thì chết, trốn thì trốn, gần đó sợ nào một người sống đều không có. Không cần bọn họ xuất thủ, phàm nhân chúng ta có thể tự mình đến xử lý. Công tử muốn đi trừ yêu hay sao? Yêu ma kia rất là nguy hiểm, chính ngài cũng đừng coi như là đi chịu chết. Ngài có thể cùng những võ lâm nhân sĩ kia thương lượng một chút, hành tẩu giang hồ, làm tên vì lợi. Chỉ cần công tử lấy ra một chút tiền, lại thêm thanh danh trừ yêu đại hiệp này, bọn họ sẽ đồng ý theo người cùng đi. Bên này quan phủ không có tuyên bố treo giải thưởng trừ yêu hay sao? Phát cái gì cơ? Bây giờ thượng huyền hoàng đế, bệ hạ không rõ sống chết, căn bản thời gian đâu mà quản mấy cái mạng nhỏ như chúng ta cơ chứ? Quan phủ bây giờ tiền tài đều muốn bày đồ cúng cho quốc sư luyện đan, bọn hắn nghiền ép người dân còn không kịp, thì sao có thể bỏ ra tiền Đã đến mời người trừ yêu cơ chứ? Ơi, chúng ta đối với quan phủ của huyền quốc đã sớm không có trông cậy gì rồi. Sao vậy đường huynh? Sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm. Cái con yêu ma kia rất lợi hại phải không? Là rất lợi hại. Bạch Thu Nhiên, Ngày mai sau khi mang ngươi đi chợ ngựa đem bán ngựa, chúng ta tách ra mỗi người một đường đi. Vì sao? Ta cũng muốn đến Mang Sơn mà. Bởi vì ta phải xử lý chuyện chính. Bạch Thu Nhiên nghe ta một câu, hái thuốc xong ngươi lên đi nhanh đi. Yêu ma ở trong núi đối với những võ đạo tông sư như chúng ta mà nói thì nguy hiểm cực kỳ. Ngươi không có việc gì thì đừng trêu chọc. Nếu đường huynh nói như vậy rồi, vậy ta cũng không còn ý kiến gì. Đường huynh, lần này ra ngoài có thể quen biết một người bằng hữu như ngươi, ta rất vui. Yo, ta kính đường huynh một chén. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đường huynh, thơm ly nữa. Tiểu Bạch bé cưng, hẹn gặp lại. Đường công tử, thật sự không muốn cùng ta lên núi hay sao? Không được rồi, ta còn có chút chuyện cần phải giải quyết trước ở chỗ này. Đường huynh, nếu như có duyên sau này gặp lại. Trên đường nhớ cẩn thận. Sau khi từ biệt Đường Nguy, Bạch Thu Nhiên liền một thân một mình tiến về trong Mang Sơn. Mặc dù đồn đại trong núi tồn tại tứ ngược yêu ma, còn có không ít dã thú tính tình hung mãnh, nhưng những vật này đối với Bạch Thu Nhiên mà nói đều không cần lo lắng. Luyện khí tu sĩ bình thường nếu là dùng trúc cơ đan đột phá
đoán chừng sẽ không chịu nổi được dược lực, thân thể trực tiếp lổ tung. Trúc cơ đan của Bạch Thu Nhiên sớm đã thoát ly khỏi trúc cơ đan bình thường của tu chân giới, bởi vì tăng thêm rất nhiều hàng lậu, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Ma cải trúc cơ đan. Mặc dù không phải trúc cơ, không có chân nguyên, kết không được nguyên lành, cũng vô pháp nguyên thần xuất khiếu, nhưng trong 3.000 năm không ngừng rèn luyện, thần thức của Bạch Thu Nhiên lại cường đại đến ảo lòi. Thần thức của hắn thậm chí có thể lấy lại ý niệm thôi cũng có thể hóa thành đoàn tấn công, so với tiên nhân bình thường còn kinh khủng hơn. Hơn nữa nhờ có thần thức đáng sợ, hắn thậm chí tại một nơi nào đó ở trong khe núi gặp được một con cự đại xà sắp hóa thành yêu. Con rắn này từng ăn qua thịt người nên muốn nuốt hắn, bị hắn một trường đánh chết. Thuận đường còn chiếm được một khỏa lội đan chất lượng tốt. Không tệ, vừa vặn có thêm được dược liệu phụ có thể tăng thêm dược lực của đan. Tìm được rồi. Được, đây chính là dược liệu cuối cùng. Nếu không phải là trúc cơ đan của ta cần mấy loại nguyên liệu quá mức ít chú ý, ngay cả tông môn cũng đều không có hàng, ta cũng không cần phải chạy đến Hồ Sơn đến hái thuốc. Lần này dược liệu cho trúc cơ đan xem như đã đầy đủ hết, phải đi tìm kiếm dược liệu cho trường thọ đan. Trường thọ đan? Dựa vào cái gì mà người khác sống 3.000 năm đã có thể nhảy ra khỏi ngũ hành? Trường sinh tiêu dao. Ta sống hơn 3.000 năm, cứ phải mỗi năm bị sứ giả câu hồn tới nhớ thương, thật sự là bất công mà. Thôi, trường thọ đan vẫn là lên luyện, không thì phải cùng địa phủ lão lữ mệt. Sư phụ bây giờ chắc chắn là đang tại tiên giới, mình cũng không thể nào tùy ý vọng vì ảnh hưởng tới tiền đồ của sư phụ. Tiếp theo lên đi thu thập dược liệu của trường thọ đan. À khoan, trước khi đi còn có một chuyện nhất định phải xử lý. Bên trong manh sơn có yêu ma làm loạn, nuốt người sống, tai họa thương sinh rất cao. Thân là người của Thanh Minh kiếm tông, cho dù người khác đánh giá như thế nào về tông môn, mình cũng không thể nào chỉ đứng nhìn được. Thần thức truy quét. Tìm thấy rồi. Lần thứ nhất dùng thần thức bắt được nó, con yêu ma này nhìn qua là vừa vặn mới tiến hành một cuộc săn bắt, đang trên đường về tổ. Nhưng mà so với trong lời đồn đại không giống lắm, bọn chúng một chút cũng không tham lam. Nhưng qua mấy ngày, nó vẫn đều chờ ở bên trong xào huyệt của mình, tiêu hóa con mồi trước. Cũng không có lại đi ra tấn công người khác. Khoan đã, phía dưới đây là cái gì? Là thi thể. Việc này chỉ sợ còn có gì đó mờ ám, nhưng mà không cần vội. Chờ dọn dẹp những yêu ma này, lại ra ngoài thôn nghe ngóng một phen, phải chăng còn có sự kiện tập kích hay sao, là có thể xác nhận được. Hả? Còn có một người, hắn đang cùng thi yêu chiến đấu hay sao? Xem qua khí tức, hắn cũng không phải là đối thủ của thi yêu. Thuận tiện đi cứu một chút vậy. Thi thể vẫn rất mới, những tên võ lâm nhân sĩ này cùng người kia là một nhóm hay sao? Mới mấy ngày trôi qua sẽ không phải là hắn đấy chứ? Ơi, quả nhiên là hắn mà. Không phải là như vậy chứ? Lần này bỏ nhà ra đi chính là muốn chứng minh cho phụ thân rằng phàm nhân không cần dựa vào tu chân giả, dựa vào chính mình vẫn có thể bảo vệ tốt mình. Sao lại cứ phải đi tin lời mấy tên tiên nhân kia cơ chứ? Tiêu hết cho cuộc hành trình, còn bán ra ngoài nhiều đồ trang sức như vậy, chỉ vì muốn đủ tài chính để triệu tập một nhóm cao thủ võ lâm đi thảo phạt yêu ma. Vốn cho rằng có thể thành công diệt trừ, lại không nghĩ rằng trong núi yêu ma căn bản là không chỉ có, còn như là thôn dân nói,
mà đều lại là thi yêu luyện khí cao tầng. Mình phải chết ở chỗ này hay sao? Không, chưa nằm xuống thì vẫn còn hy vọng. Yêu ma chịu che đi. Liều mạng một lần. Á dễ. Chuyện gì xảy ra? Đường huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạch Thu Nhiên, ngươi tại sao lại đến nơi này? Ta đến vì dân trừ hại có thể chứ. Quan trọng hơn nữa, nghe được có yêu ma hại người, còn không ra thực thi công lý. Ân sư mà biết chắc chắn là đánh chết ta mất. Nhưng ngươi lại thân một mình tới đây vẫn là quá nguy hiểm. Cẩn thận. Trường Hồng Chỉ. Bạch Thu Nhiên, thực lực của ngươi thật sự là thật không thể đo được. Đường huynh, chúng ta khả năng có chút ít phiền toái rồi. Sao vậy? Là chiêu vừa rồi phản phệ với thân thể quá lớn sao? Không, ta ngược lại thật ra bá đạo có thừa. Dù sao luyện khí kỳ phát ra loại chiêu thức này cũng quá hư cấu. Chỉ là vừa mới sử dụng chiêu kia phản tác dụng lực tương đối khá lớn. Khối sàn nhà này chắc chắn là không nhịn được rồi. Phía dưới chắc chắn là không. Hả? Thấy không, Đường huynh, ta nói không sai chứ? Đừng có thấy hay không thấy nữa, giúp ta một tay đi à. Chân khí của ta không có. Đến đây, đến đây. Lách. Tử vong nhất chỉ. Chuẩn bị rơi xuống đất rồi, lắm chặt ta. Được. Rất tốt. Chân khí đã bao bọc vậy thì có thể an toàn rơi xuống. Chỉ là không có thời gian để điều chỉnh tư thế.